Xin chào khán giả Chuyển động 24 giờ. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, đây chính là hai diễn viên trẻ Duy Khánh và Thu Hà. Ninh và Hiếu, cặp đôi mới nổi của phim truyền hình Việt, được khán giả đặc biệt quan tâm bởi tuyến thoại thú vị và tình cảm trong sáng của mình. Ninh Loe, một cô bé lớn lên ở quê trong vòng tay bà, xanh đời và lanh lợi từ bé. Chính cái tên đã nói lên sự nhí nhảnh của cô nàng, cứ hàng ngày lẽo đẽo theo người thương là Hiếu do Duy Khánh thủ vai. Anh là người con thứ ba trong gia đình ông Nhân với nhiều tình tiết bí ẩn. Hiếu nổi bật với sự hiếu thảo, chịu tu trí làm ăn, nhưng cũng phải cam chịu khi ở cạnh Ninh Loe. Hãy cùng gặp gỡ hai diễn viên trẻ đầy triển vọng của phim truyền hình Việt Nam, Thu Hà và Duy Khánh. Thú thật với quý vị là cái đoạn mà ghi là xin chào khán giả Chuyển động 24 giờ ấy là phải ghi lại rất nhiều lần bởi vì cái giọng nó quá to. Chị vẫn nhớ cái cách em gọi, ông Nhân ơi, bà Thàn ơi, anh Hiếu ơi. Thế bây giờ nếu giả sử gọi chị Thụy Vân ơi theo cái giọng đấy thì mình sẽ gọi như thế nào nhỉ? Chị Thụy Vân ơi! Xin chào anh quay phim! Khán giả Chuyển động 24 giờ! Khiếp, chào người ta mà mày cũng quăng cái mồm tí thì người ta chạy mất chết. Bây giờ thì chị mới hiểu là vì sao em lại có cái tên biệt danh là Ninh Loe rồi. Cái giọng đó là bản chất của mình như vậy hay là khi vào phim mình mới như thế? Mẹ em là cái người mà cho em cái cảm hứng để làm nhân vật này nhiều nhất. Từ cái miệng nói rất là to và mẹ em cũng ít xí đúc như thế ở ngoài đời. Trước khi vào bộ phim này thì giọng nói của em khá là nhỏ nhắn. Nhưng mà chủ đạo diễn có bảo em là em phải nói thật là to lên cho nó thật là loe vào. Thế nên là khi mà em bắt đầu cất lên những cái tiếng gọi như thế thì mọi người bảo ô, đây chính là Ninh Loe rồi. Vậy Hiếu thì sao nhở? Cái cảm xúc đầu tiên của mình khi mà đóng cặp với Thu Hà? Những cái phân cảnh đầu tiên ấy thì và bạn diễn của em cũng chưa bộc lộ bản chất. Em cũng không nghĩ là nó sẽ như thế này đâu. Đến cái cảnh mà khi nó cần phải thế thì em cũng mới bảo rằng là đúng là các anh đạo diễn này rồi anh sản xuất này, các anh đã chọn rất là đúng vai, rất là sát với nhân vật. Đây cũng là một cái màu sắc cũng mới, một chất liệu mới và cũng là lần đầu tiên em hợp tác với cả một bạn diễn có cái chất như thế này, khá là hay đấy. Đóng cặp với cả Khánh thì em cảm nhận gì về con người này? Anh Khánh rất khó tính á. Sao anh Khánh hay bắt nạt em? Cái này em nói bắt nhỏ như nào? Anh Khánh hay à, kia ra lấy hộ anh Bình nữa. Còn kia, ra lấy hộ anh đánh phạt. Mày còn hộ anh đi nóng quá. Đấy mình thấy người ta sẽ tính mình phải làm tới luôn chị ạ. Anh Hiếu tuy là ngoài hay sai mặt em như thế thôi, nhưng mà thật ra anh Hiếu rất là tốt. Và khi mà kiểu nhiều lúc em thấy có vấn đề em bảo là chưa rồi mọi người dạo này trên phim bảo là sao nhìn em xấu thế. Thế em hỏi anh Hiếu là anh Hiếu anh có thấy em xấu không? Anh Hiếu bảo không, anh thấy mẹ ok mà. Ninh thì sợ nhất điều gì ở Hiếu nào? Sợ nhất ở anh Hiếu chắc là bỏ Ninh để đi nơi khác. Hiểu lý do vì sao mà hai anh em lại có thể đóng ăn ý đến như thế. Bởi vì chúng ta ăn ý từ ngoài đời cho đến vào phim cơ mà, đúng không? Thì hai bạn có hay đọc những cái comment hoặc là những cái lời nhận xét của khán giả, và các em nghĩ gì về những cái lời nhận xét như thế, nó có giúp cho mình nhiều trong cái quá trình diễn xuất không? Thực sự là em rất cảm ơn cái tình cảm của khán giả dành cho bộ phim, dành cho ekip. Và em cảm thấy rất là vui vì điều đó. Một cái vai diễn mới. Vì như trước đây thì mọi người cũng đều quen em trên hình tượng là một chiến sĩ công an nhân dân. Bây giờ thì lại vào một cái vai nó hoàn toàn khác. Cái vai này là một cái vai có thể nói là vai chính rõ nhất đầu tiên của em này. Có một cái số phận, một câu chuyện nó cũng rõ ràng hơn những cái vai trước. Nên một cái thử thách đối với em cũng cảm thấy là mình cần và cũng phải cố gắng và phải hoàn thiện hơn nữa rất là nhiều. Vậy thì thử thách nhất đối với hai bạn khi mà vào vai diễn này là gì? Khó nhất đối với em thì em đang thiếu cái kỹ năng lái xe ở trong phim, bởi vì là em thì em chưa biết lái. Khi mà bắt tay và quay những cảnh đấy và để chuẩn bị cho những cái điều đó ấy, thì em lại những ngày rảnh em lại phải sang bên nhà chỗ như là bên nhà chị gái em này để phải mượn xe của chị, xong rồi bố em lại phải bổ túc cho em, lại phải dạy những cái lái cơ bản, ví dụ như tiến lùi gì đó, quay đầu, để có thể khi mà vào cảnh quay thì mình có thể hoàn thành tốt. Mỗi lần cứ động đến cảnh quay mà cần phải lái xe là em cảm thấy khá là hồi hộp. Cho hỏi xíu, thế sao lúc mà anh đèo em đi xe em thấy anh lái xe mượt thế? Lạ thế, bởi vì cảnh quay của mình thì mình chỉ mới có lái thẳng. Đấy là đơn giản thôi mà. Đấy. Hôm nay em thấy anh cô cũng mượt mà. Đâu, nếu mà
Có thể nói đây là phim truyền hình đầu tay của em đúng không? Mình có gặp áp lực hay khó khăn gì không? Áp lực nhất là việc mình làm việc với những cô chú lớn tuổi hơn mình. Nhất là cô Tú đóng vai bà Thản, bà của em. Cô Tú học thoại siêu nhanh trời ơi. Nghĩa là khi mà cầm vào quyển thoại đấy khoảng 3 trang mà cô chỉ học trong 2 lần thôi. Và mỗi lần em học với cô Tú em rất là áp lực, em phải học hỏi trời, bây giờ mình phải làm sao mà vừa thuộc nhanh vừa hiểu ý tốt để mà diễn với cô một cách hoàn thành trọn vẹn nhất. Bây giờ thì chị có vài câu hỏi ngắn ngắn thôi, hỏi nhanh nhanh về các cái tình tiết phim để xem sự là ăn ý với nhau giống như là những gì chúng ta nhìn thấy hay không. Bây giờ thì những câu hỏi đó bắt đầu nhá. Khi ăn, Ninh cầm đũa tay nào? 3, phải. 2 Lại hiểu nhau thế là cùng. Lúc Ninh xin Hiếu thêm bát cơm, Hiếu đang chuẩn bị bỏ vào mồm thức ăn gì? 3, rau. 2, 1 Chữ. Cho em thêm bát nữa. Sorry anh Hiếu. Biển số xe ô tô tải, chiếc xe gắn với tình cảm hai đứa Hiếu Ninh mang biển số bao nhiêu? 3, 2, 1 01795. Tại vì đấy là biển số xe của em ạ. Từ từ, em sang bên ngang này em chụp lấy cả xe lẫn cây ạ. Được. Ôi, chủ xe không nhớ luôn. Đúng rồi đấy, chiếc xe yêu quý của anh đấy. Gói xôi trong phân cảnh Ninh mang sang nhà Hiếu là xôi gì? 3, 2, 1, bắt đầu. Lạc. Không, xôi đỗ. Đỗ à? Em cũng chưa ăn rồi. Bởi vì cái gói xôi đấy nó chưa mở ra em ạ. Đúng rồi, em cũng chưa ăn rồi. Em chỉ đoán bừa thôi. Xôi đấy là xôi đỗ, còn xôi lạc là hôm em mang sang cho ông Nhân. Mâm cúng giải hạn cho xe ô tô của Hiếu, Ninh chuẩn bị bao nhiêu món là món gì? Có xôi và một cái hình như là một cái thủ lợn. Không, anh dở hơi à, là có tiền mà mua. À, một miếng thịt lợn 6 món. 5 câu hỏi và có 3 câu đúng. Với 70% hiểu nhau này thì chị có cảm giác đôi khi cái tình cảm giữa Hiếu và Ninh ý, nó giống như là trên tình bạn dưới tình yêu một chút ấy. Khi mà chị nhìn những người trẻ như là Hiếu, như là Ninh trong bộ phim ấy, chị thấy ngoài cái những cái tình cảm họ gắn bó với gia đình ra thì chị còn thấy ở bên trong họ khát khao của một cái tuổi trẻ muốn được cống hiến, muốn được lao động, muốn được làm việc, muốn được giúp đỡ những người thân yêu trong gia đình. Một cái thông điệp mà các em muốn truyền tải gửi tới khán giả truyền hình, đặc biệt là những khán giả trẻ, thông qua những cái nhân vật mà các em đang thủ vai. Với em thì tuổi trẻ là sự hết mình với những cái gì mình thích, với những cái gì mà mình đam mê. Nhờ cái sở thích, nhờ cái đam mê đấy mình cống hiến được cho xã hội, và sự cống hiến của cho xã hội đấy nó là có ích, thì nó là xứng đáng cái tuổi trẻ với xanh xuân và với những cái gì mình học tập và mình bỏ ra và mình nhận được. Qua bộ phim này thì em gửi gắm nhắn nhủ tới quý vị khán giả một thông điệp, đó tình cảm gia đình, thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Chúng ta hãy cố gắng là sống, yêu thương, trân trọng tình cảm đó. Xin được cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Duy Khánh với cuộc trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Khán giả truyền hình sẽ còn tiếp tục theo dõi món quà của cha để xem những cái tình tiết rất là đáng yêu, rất là lý lắc của cặp đôi này. Cảm ơn các em rất nhiều.